Hello, xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Boddoc. Hôm nay Boddoc lại chia sẻ gửi tới quý vị khán giả. Có một bạn hỏi mình là anh ơi, con chó già nhà em thì anh có thể hướng dẫn huấn luyện được không? Đây cũng có nhân tiện một bạn chó mông cộc nhà mình là đã được hơn 3 năm tuổi rồi và mình sẽ hướng dẫn một vài cái lệnh cơ bản khi mà bạn tập cho bé đầu tiên nhá. Đây nhá, mình xin chia sẻ với bạn ý, đây là bạn Sấm của nhà mình, được 35 tuổi và đã được một anh chủ cũ ở Hà Nội tặng cho mình. Bạn này thì 35 tuổi rồi nhưng mà nhà anh trai ấy chưa được dạy một tí gì cả. Nên là về với cả nhà mình cũng được 10 ngày rồi, mình làm quen được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn ý tập một vài cái cơ bản nhất để gần với cả con người hơn nhá. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một cái xích vào cổ của bạn cún để mình khống chế bạn ý. Đấy. Ngay từ đầu tiên xuất phát ấy, thì mình sẽ phải chỉnh cho bạn ý là tư thế đứng đúng đã. Đứng ở đây mấy là đúng à. Đấy. Mặt dưới đùi một chút xíu càng tốt. Và sau đó là tay có thể đưa ở trước mõm này. Đấy. Và tư thế nó đứng thẳng về đằng sau như thế này. Rồi, mình sẽ vỗ vào đùi bên tay trái để cho nó đi theo đùi bên tay trái nhá. Rồi, cạnh đây, cạnh, cạnh, nào, chú ý nào, cạnh. Đó, mình sẽ tập cho bạn ấy đi như thế khoảng tầm 5-6 lần. Cạnh nào. Đấy, trong lúc đi mình sẽ điều chỉnh, dừng. Đấy, dừng lại. Rồi, đi. Để cho bạn biết tới tầm nào là dừng lại và mình dùng cái xích mình giữ khống chế dừng thế nào đó. Sau khi bài tập đi dừng như thế này rồi một vài lần rồi bạn ấy quen rồi thì mình sẽ có thể đã đổi sang bên này, cạnh bên này, cạnh 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 cạnh, rồi giữ nguyên không để cho đi tiến thêm được nữa nhá, để đúng với cái mặt của nó. Đấy, như thế này. Đấy, thì đạt yêu cầu. Nào, Sấm à, gọi tên nó. À, rồi. Yên. Cạnh đây. Cạnh. Cạnh. Đó. Chậm rồi. Khi nào bạn đi nhanh quá, dừng. Chậm rồi. Dừng. Mình sẽ kéo dây xích về đằng sau một chút xíu. Để cho nó dừng lại. Nào, cạnh đây, cạnh, dừng, dừng, đó, mình sẽ tập như thế, rồi, cạnh, 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 khi mà bạn ấy chưa quay về, mình sẽ lấy tay đè cái phần eo này của bạn ấy, để cho bạn quay về đúng cái vị trí của mình cần thiết, đấy. Cạnh đây, cạnh, cạnh. Đấy bạn này, bạn chưa biết bạn đi vào chân của mình. Đấy. Đó. Rồi, mới đầu thì hầu như là có thể là làm được 80% thôi là tốt rồi. Nào đi. Nếu đúng chuẩn ra thì nó phải đi sát vào cái đùi mình này thì càng tốt. Nào. Cạnh đây, cạnh, cạnh. Nào, đi cạnh. Khi tập ngắn xích rồi thì mình sẽ cố tình để thả lỏng xích ra một chút xíu để mình nghe cái cảm nhận của bạn ý. Mình sẽ thả xích ra để cho lỏng ra để cho bạn ý cảm nhận được là vẫn có cái xích và vẫn có người đi bên cạnh. Nào, đi. Dừng. Mình sẽ kéo xích sớm hơn. Đấy. Cạnh đây, cạnh, cạnh, cạnh nào, Sấm nào, cạnh, Sấm cạnh, cạnh đây, cạnh, cạnh, dừng. Rồi, giỏi. Nếu mà bạn ấy làm tốt rồi thì mọi người sẽ khen bạn ấy giỏi và vuốt đầu bạn ấy nhá. Rồi, yên, đi, dừng. Cạnh đây,
bạn cố gắng lái cái xích nó rộng ra một chút xíu để bạn nó đi cho rộng. Nào, cạnh 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 xem nào, cạnh đây, cạnh đây, rồi hiền. Rồi sau khi tập được động tác đó rồi thì mình sẽ chuyển sang một động tác là mình di rời cái cơ thể của mình đi ra một chỗ khác và gọi nó, gọi tên nó nhá. Rồi chuẩn bị nào, Yên Yên Yên. Đó, khi mà mình di rời ra khỏi gần bạn ý thì mình sẽ phải hô bạn ấy Yên và đứng im để chờ. Yên Yên Yên. Yên. Đứng vào trước mặt Yên. Rồi, cạnh đây. Cạnh, 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 cạnh. Rồi, đứng yên. 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 Cạnh đây. Cạnh, cạnh, cạnh. Cạnh nào? Cạnh. Cạnh nào? Không đúng rồi, cạnh. À, khi mà tập như thế này các bạn ý vẫn chưa đạt được cái mục tiêu của mình đặt ra ấy, thì vẫn phải kéo xích mạnh quá thì mình sẽ phải tập thường xuyên nhiều và nhiều hơn nữa để cho bạn ấy quen. Đấy, mình sẽ làm lại một lần nữa và mình sẽ kết thúc cái video này ở đây để cho mỗi một lần tập thì nó sẽ tập được 1 đến 2 động tác đã. À. Yên. Đứng yên nào. Yên. Đứng yên. Cạnh đây. Cạnh. Rồi đứng yên. Rồi. Đứng yên. Đứng yên. Yên. Nếu mà bạn ấy có đứng sai thì mình cũng cố gắng là mình chỉnh lại và hô bạn đứng yên nhanh thôi. Nếu mà quá cái thời gian đấy thì bạn sẽ không nhớ đâu. Rồi đứng yên. 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 Cạnh đây. Cạnh 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 nào, cạnh 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 cạnh. Tập trung vào cạnh đó. Rồi ok, hôm nay tập đến vậy thôi, bởi vì là tập nhiều quá thì bạn sẽ không nhớ. À, cái thời lượng của mình làm video cũng tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Bạn có hỏi mình như vậy thì mình sẽ gửi cái video này lên YouTube, thì bạn có thể lên cái YouTube của mình xem cái video mình hướng dẫn bạn sấm 3 tuổi này của mình là một chú chó già, để bạn có về nhà có thể là tập cho chó nhà mình. Chúc bạn thành công. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.